mấy cái cách này cách nào mới là đúng. Trời ơi, đủ thứ cách hết vậy nè. Yêu gì vậy? Trời ơi, chết rồi. Dột, nhà dột, nhà dột. Ủa, dột hả? Ừ, nhà dột. Dột ở đâu? Nè, ngay ngay cái điện thoại luôn nè. Thấy gì đâu, ướt hết trơn cái điện thoại rồi. Đó. Trời ơi, cái điện thoại nó ướt là tại cái điện thoại nó ướt chứ đâu phải tại nhà dột. Trời. Ủa, trời ơi, thì biết cái điện thoại mới rồi cũng bắt đi rửa mấy lần nhưng mà đâu phải rửa bằng cách này đâu Dương. Mồ hôi tay nó ra. Mồ hôi ra nhiều dữ vậy hả? Mồ hôi tay, mồ hôi chân ra nhiều lắm. Mà đấy, mất tiêu rồi. Mất tiêu gì? Nãy giờ người ta sợ cái cách để mà trị mồ hôi tay, mồ hôi chân nè. Bấm rồi, mất tiêu của tôi rồi. Ơi, đâu đi coi coi. Mất tiêu rồi. À, mấy cái này là mấy cái mẹo thôi. Chà, này bữa nay mới biết nha. Là đổ mồ hôi tay chân dữ vậy hả? Đó giờ có nắm tay nhau đâu biết. Ờ, à, đúng rồi đó. Thôi bây giờ về đi, bữa nay rảnh mà đúng không? Ủa? Trong số những bác sĩ mà thường hay xuất hiện trong chương trình Hôm Nay Ta Đẹp mà thôi làm nè, thì có một bác sĩ gọi là chuyên gia trong lĩnh vực là điều trị chứng thăng tiết mồ hôi cơ thể luôn á. Ờ, vậy hả? Ừ. Vậy thôi gọi con bác sĩ Thánh không có gì mà đỡ sẽ. Ờ, đúng rồi, trời ơi, giúp Dương đi. Dương khổ lắm rồi. Không nói sớm bởi vậy đã biết bạn bè làm chương trình không nói sớm nữa. Tôi mà biết là Thơm có bác sĩ trị về cái này là tôi nhờ lâu rồi đó. Rồi, để thờ bác sĩ nha. Và bây giờ anh Thơ xin mời quý vị khán giả mời Thùy Dương cùng gặp gỡ vị chuyên gia trong lĩnh vực về tăng tiết mồ hôi của cơ thể mà hồi nãy anh Thơ có nhắc đến, đó chính là bác sĩ Đăng Thanh. Và giới thiệu bác sĩ, đây chính là diễn viên Thùy Dương ạ. Dạ, em xin chào bác sĩ Đăng Thanh ạ. Xin chào Thùy Dương, xin chào anh Thơ. Và một lần nữa là cũng rất vui khi được hội ngộ cùng quý khán giả của chương trình Hôm Nay Ta Đẹp. Dạ, thực sự là rất là cảm ơn bác sĩ. Khi mà chương trình Hôm Nay Ta Đẹp liên lạc thì lúc nào bác sĩ cũng dành thời gian để mà đến với chương trình và giải đáp rất là nhiều những cái thắc mắc cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, đặc biệt là cho khách mời của chương trình. Ngày hôm nay khách mời này là đang có một vấn đề rất là nghiêm trọng mà bao giờ cũng vậy chị biết không? Qua cổ là nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần nữa. Dạ, nhưng mà trước khi mà chúng ta đến với lại nhu cầu của Thùy Dương thì có lẽ là cho anh thôi đặt một câu hỏi trước với bác sĩ liên quan đến chứng tăng tiết mồ hôi của cơ thể. Không hiểu lý do vì sao mà dạo gần đây á, càng ngày anh Thơ càng nghe nhiều bạn bè xung quanh hay là những người mình quen biết á, là họ than phiền nhiều hơn cái chuyện là cơ thể của mình tiết mồ hôi nhiều hơn lúc trước. Thì không biết là với cái lối sống hiện đại ngày nay, với cái nhịp sống cũng hiện đại hối hả hơn, thì liệu rằng nó có phải là một nguyên nhân khiến gây nên chứng tăng tiết mồ hôi của chúng ta hay không ạ? Cho đến thời điểm hiện nay, trong cái cuộc sống đô thị thì chúng ta thấy ai nấy cũng đều hối hả. Cuộc sống có vẻ căng thẳng nhiều quá, gặp quá nhiều stress. Thành ra chúng ta sẽ thấy nhiều người họ sẽ bị tăng tiết ở vùng trán, vùng ngực, vùng tai, vùng chân, thậm chí là vùng nách. Thì đây là một cái bệnh lý mà hiện nay nó trở thành mang tính xã hội. Người ta ước tính rằng là cứ 100 người á, trên thế giới thì có 3 người họ sẽ bị chứng tăng tiết mồ hôi các bạn ạ. Và tính cho đến thời điểm hiện nay thì trên thế giới người ta ước tính rằng có khoảng đâu là 211 triệu người bị mắc cái chứng bệnh tăng tiết mồ hôi. Là Dương là một trong số đó đó. Thấy có nhiều người mình giống mình lắm chứ không phải có mình. Vậy cũng đỡ tuổi thân. Vậy thì bác sĩ, vậy trong quá trình làm việc của mình á, thường thì bác sĩ tiếp nhận những bệnh nhân mà mắc chứng tăng tiết mồ hôi quá mức ở những vùng nào trên cơ thể là nhiều ạ? Thường thì các bạn sẽ than phiền nhiều nhất với bác sĩ là cái vùng nách. Vùng nách. Sau đó là cái vùng tai và chân. Dạ. Bác sĩ ơi, em là bị mồ hôi tay, mồ hôi chân nè, cho nên là em rất là hiểu cái cảm giác đó. Em cảm thấy khổ sở lắm. Mình hạn chế giao tiếp và lúc đầu mình cũng có một cái mặc cảm tự ti, muốn nắm tay ai hay là muốn thân thiết một chút hay gì cũng tự khựng lại, tự có khoảng cách. Cho nên là em đã tìm hiểu rất là nhiều cái cách để điều trị nhưng mà vẫn chưa có cái cách nào em cảm thấy thỏa đáng hết. Hôm nay được gặp bác sĩ ở đây thì xin bác sĩ cho em biết là mình có cách nào để điều trị cái bệnh này, cái bệnh mà tiết mồ hôi trên khắp cơ thể như vậy không ạ? Chúng ta đang nói về vấn đề mà tăng tiết mồ hôi mang tính là khu trú, từng vùng. Thường nó sẽ xuất hiện như bác sĩ nói, trước 25. Khi bạn ngủ, thường thì bạn sẽ không bị tăng tiết mồ hôi. Có nhiều phương pháp từ xưa cho đến nay, phương pháp dân gian truyền miệng cho đến những cái phương pháp chính thống được ghi nhận. Ví dụ như đối với bên Tây Y thì các bạn sẽ biết là cái muối nhôm. Muối nhôm nó sẽ được sử dụng trong vấn đề mà làm sao
lắp lại cái ống tiếng đó, giống như mình tạo một cái nút chặn, cái mũi nhôm tạo nút chặn trên cái ống tiếng mồ hôi để nó đừng có chảy nữa. Thường thì ở ngoài nhà thuốc hoặc là có một số hãng mỹ phẩm thì người ta sẽ ghi đó là dành cho giảm tình trạng tăng tiết mồ hôi. Nó sẽ phân biệt với cái vấn đề là làm khử mùi, hai cái này khác nhau nha các bạn. Rồi phương pháp thứ hai thì đó là cái phương pháp người ta gọi là phương pháp điện di hoặc phương pháp ion. Trên thực tế chúng ta sẽ có hai cái hộp nhựa nhỏ chứa nước, xong sau đó là có những cái điện cực gắn lên, gắn vô điện. Thì bình thường thì cứ khoảng 1-2 ngày chúng ta sẽ nhúng tay, nhúng chân vô trong đó khoảng 15-20 phút. Tuy nhiên các bạn sử dụng những cái máy mà máy ion này thì các bạn sẽ phải có sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc là những cái người mà chuyên gia về cái máy móc này. Rồi phương pháp thứ ba thường thấy đó là chúng ta sẽ tiêm Botox. Tiêm Botox thì nó nhẹ nhàng và thuận lợi lắm các bạn. Botox đã được FDA của Mỹ họ công nhận về tính an toàn và hiệu quả cho cái vùng nách từ năm 2004. Còn những cái vùng khác, ví dụ như vùng tai, vùng chân, vùng dưới ngực, người ta cũng có thể sử dụng Botox. Khi mà bác sĩ tiêm cho bạn thì khoảng 2 ngày sau bạn sẽ thấy khô, khoảng 1 tuần sau bạn sẽ thấy là dường như là khô rang. Bác sĩ cũng được xin phép bàn đến cái phương pháp mà người ta cho là hot hiện nay. Đó là cái phương pháp Mitra Dry. Trên thực tế á, là Mitra Dry sử dụng cái sóng mà chúng ta hay nghe thường ngày trong cuộc sống gia đình, đó là microwave. Vi sóng. Thì cái máy Mitra Dry nó sẽ làm tàn phá, tiêu diệt luôn cái ống tiếng. Có nghĩa là cái ống nước của chúng ta sẽ bị bể ra, bị tiêu diệt. Nó không còn dẫn nước lên nữa. Và tuy nhiên là cái phương pháp Mitra Dry thì chỉ ứng dụng cho cái vùng nách mà thôi. Thì theo bác sĩ biết là nhà sản xuất họ cũng đang cố gắng để có thể ứng dụng cho vùng tai và vùng chân. Vậy là bây giờ nếu như mà chúng ta nói về những cái phương pháp để mà giảm chứng tăng tiết mồ hôi quá mức mà gọi là không xâm lấn thì là chúng ta có thể sử dụng là Botox, tiêm Botox. Và bên cạnh đó là sử dụng Mitra Dry. Tiêm Botox thì là giống như là để thắt nút lại thôi. Còn Mitra Dry là tiêu diệt luôn cả cái ống, gọi là chị hay nôm na là ống nước, đúng không ạ? Trời ơi, hay quá Bác sĩ ơi, nếu vậy là bây giờ em chỉ cần đến bác sĩ rồi bác sĩ tiêm cho em một liều Botox như vậy là coi như em khỏi được cái bệnh mồ hôi tay này rồi, đúng không bác sĩ? Dương thật ra là như vậy. Với cái Botox, khi mà bác sĩ tiêm cho bạn, giả sử bác sĩ nói từng vùng đi, ở cái vùng nách thì nó sẽ kéo dài cho bạn có thể từ 6 tháng cho đến 1 năm. Chứ không phải là bác sĩ tiêm rồi bác sĩ khóa cái nút đó giúp cho bạn có một cái ống khóa đó cái rồi mai mốt nó không chảy nữa, chưa, không có. Nó không có vĩnh viễn hả? Đúng rồi bạn. Tuy nhiên cũng có cái thú vị là người ta thấy có những người á, là ví dụ như 10 người thì có 3 người họ tiêm lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba họ hết vĩnh viễn, bác sĩ cũng không biết. Tuy nhiên là khi mà bạn tiêm mà bạn đến hẹn lại lên, bạn thấy bắt đầu đổ mồ hôi trở lại thì bạn nên đến thăm khám tư vấn bác sĩ. Còn cái vùng ở ví dụ như cái vùng chân thì nó sẽ khó hơn, tay và chân của mình nó nhạy cảm quá. Đặc biệt là Botox ở vùng chân thì thường người ta thấy là nó chỉ kéo dài đâu khoảng 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng mà thôi. Đối với người Việt Nam, bác sĩ thấy rằng là hình như là mình kéo dài trên 9 tháng. Đa phần những bệnh nhân mà bác sĩ đã tiêm Botox trước đây, họ kéo dài trên 9 tháng, trên 12 tháng. Đó là như vậy đó Dương. Nhưng mà bác sĩ ơi, nếu mà trị bằng cái cách và tiêm Botox thì mình phải cứ cách một khoảng thời gian là 8 tháng cho đến 1 năm là mình phải tiêm lại lần, mình cứ tiêm vậy cho tới già luôn. Thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Thực ra là người ta có nghiên cứu rồi bạn. Người ta có một cái nghiên cứu dài hạn. Bạn tiêm lâu dài thì nó không ảnh hưởng vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên ví dụ như chúng ta tiêm vùng tai thì Botox trong thời gian đầu nó có thể hơi yếu nhẹ, bạn cầm nắm một số đồ vật thì nó không có thể chắc lắm. Cái thời gian khó chịu đó thì khoảng bao lâu hả bác sĩ ạ? Nó thường thoáng qua, có thể trong vòng khoảng 1 tuần đó. Dạ được, thoáng như gió thoảng mây bay vậy thì thoải mái. Vâng ạ. Vậy thưa bác sĩ,
Thực sự á, chứng tăng tiết mồ hôi ở cơ thể đây không phải là một cái chứng bệnh mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên nó lại là một cái chứng bệnh mà ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng cuộc sống. Thực sự như anh Thơ cũng có bạn bè mà đã gặp cái chứng tăng tiết mồ hôi nhiều. Đặc biệt nữa gặp tình trạng vừa tăng tiết mồ hôi mà lại có thêm tăng tiết mùi nhiều nữa. Đúng có nha. thì thực sự là nó phải ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thì trong cái trường hợp mà vừa tăng tiết mồ hôi, vừa tăng tiết mùi, đặc biệt là ở vùng da dưới cánh tay á, thì phương pháp nào hiện đang là phương pháp tối ưu nhất để mà điều trị nó ạ? Bác sĩ cũng xin được phép nói sơ như thế này. Cái tiếng mồ hôi của mình là nó đổ nước để giải nhiệt cho cơ thể. Còn cái tiếng mùi thường đa phần nó sẽ tập trung khu trú ở những vùng, giả sử như vùng nách, vùng ngực, hoặc những cái vùng sinh dục, hoặc là vùng chân. Thì có những người họ tăng tiết mồ hôi nhưng họ không tăng tiết mùi. Có những người họ tăng tiết mùi nhưng không tăng tiết mồ hôi. Tuy nhiên có những người họ không may mắn, họ sẽ có tăng tiết mồ hôi và tăng tiết mùi. Thì cái mồ hôi giống như là nó một cái ao như vậy đó, nó sẽ làm cho cái mùi nó dậy mùi và nó sẽ càng lúc càng nặng hơn khi nó tạo một cái môi trường ẩm. Nếu mà bạn chỉ hỏi chuyên về cho cái vùng mà ở dưới hai cánh tay thì cái phương pháp Mira Dry cũng như là Botox đều thuận lợi cho vấn đề giảm tiết mùi và giảm tiết mồ hôi. Người ta thấy rằng là khi mà cái Botox mà nó làm khô, nó vẫn ảnh hưởng đến cái tiếng mùi, giảm tiếng mùi. Nhưng với cái Mira Dry thì các bạn biết là nó tiêu diệt luôn cả tiếng mùi và tiêu diệt luôn cả tiếng mồ hôi. Thì trong nghiên cứu người ta thấy rằng là cái những cái tiếng phần phụ dưới da ở vùng nách khi mà sử dụng Mira Dry thì ví dụ như tiếng mồ hôi, tiếng mùi, thậm chí là cái nang lông cũng sẽ bị phá hủy. Với cái Mira Dry thì theo cái hướng dẫn của người Mỹ thì người ta nói rằng là chúng ta nên làm 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Bởi vì đôi khi lần thứ nhất nó có thể sơ sót những cái ống tiếng nằm quá sâu, hoặc là cái những cái vùng mà nó rộng hơn mà chúng ta không mới tới được. Thì sau 3 tháng khi nó yên ổn rồi, chúng ta có thể test lại, kiểm tra lại để làm lần thứ hai. Tuy nhiên là bác sĩ thấy như vậy nè, trên thực tế điều trị thì trong trường hợp lần đầu tiên mà bác sĩ đã sử dụng Mira Dry các bạn hài lòng rồi thì không có chuyện gì các bạn đến với bác sĩ lần thứ hai. Sau khi điều trị Mira Dry thì bệnh nhân sẽ có cảm giác là mang hai cái trứng gà sò ở dưới nách. Trứng gà sò chứ là trứng gà Mỹ. Thì nó hơi nặng nặng đó, đúng không? Thì đêm đầu tiên hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà tới những ngày sau á thì bạn chỉ có cảm giác á, sưng căng nặng ở dưới hai phần cánh tay thôi. Cái hiện tượng đó nó có thể kéo dài từ 2 tuần cho đến 1 tháng. Thường thì khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ thấy khô rang hẳn. Thì theo ghi nhận của nhà sản xuất và được FDA họ công nhận là nó có thể kéo dài trên 2 năm và không có hiện tượng tái hồi. Bởi vì khi ống tiết mồ hôi của chúng ta cũng giống như ống tiết mùi bị tiêu diệt thì nó sẽ không có mọc lại. Thưa bác sĩ, thật sự là ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều khi đã dành thời gian để đến với chương trình và mang đến cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến chứng tăng tiết mồ hôi của cơ thể. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Em cũng xin được cảm ơn bác sĩ, vậy là em đã có lời giải cho cái bệnh của mình rồi. Bác sĩ cũng cảm ơn anh Thơ cũng như hội ngộ Thùy Dương hôm nay. Thì cũng rất vui khi được cung cấp những cái thông tin, hy vọng là hữu ích cho quý khán giả xem đài. Kính thưa quý vị khán giả, cũng mong là qua buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với bác sĩ Đăng Thanh đã cung cấp cho quý vị thật là nhiều thông tin và bên cạnh đó cũng giúp cho quý vị cũng cảm thấy yên tâm hơn nếu như bản thân mình đang mắc phải chứng tăng tiết mồ hôi. Và tin vui cho những ai đang gặp tình trạng tăng tiết mồ hôi thì từ nay đến hết tháng 9 năm 2015, khán giả của chương trình Hôm Nay Ta Đẹp sẽ được phòng khám bác sĩ Đăng Thanh hỗ trợ chi phí lên đến 30% dành cho phương pháp tiêm Botox và 10% dành cho phương pháp Mira Dry. Để tìm hiểu thông tin chi tiết hoặc là để gặp được bác sĩ Đăng Thanh và nhờ bác sĩ tư vấn về chứng tăng tiết mồ hôi của mình thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp tại phòng khám bác sĩ Đăng Thanh, địa chỉ là 159/14A đường Hoàng Giang Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào số 0838445566.